Ở đây nó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, cơ sở Ni chùa Phước Huệ. Vậy là đây là trường trung cấp Phật học dành cho Ni. Kế bên cái trường học này thì có một cái chùa. Và cái chùa này thì cái lối kiến trúc rất là lạ. Thấy nó không có giống kiến trúc của bất cứ ngôi chùa nào đã từng thấy chứ. Chùa Ni thì nó sẽ có cái nét nó khác so với chùa của các tăng. Chùa Ni thì mọi thứ nó được trang trí, rồi cái kiểu cách của nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Giống như mình nhìn vì mình cảm giác được, mình cũng không biết giải thích sao. Rồi cái cách trồng hoa, cái cách đặt để các cái bông hoa, nó không có tập trung mà nó sẽ rời ra. Rồi các cái chậu nó sẽ nhỏ nhỏ chẳng hạn. Nhưng mà mọi thứ thì lại rất là tương tất. Đây có cái bông gì màu vàng đẹp quá đẹp à, mà rất là xum xuê, rất là tốt. Đất thì nó đen đen, giàu chất mùn ha. Đây có máy giữ nè. Này thì mấy chữ này không biết rồi à, chỉ biết bên đây là nó có cái chữ hình như là từ bi gì đó mà hỷ bất lạc dạng niên gì đó. Có bên đây dễ hơn nè. Nam Thiên Nguyệt Ngân Tiền Giang Trường đạo gì ta. Đây là Phúc Đức Ngũ Lưu Thiên Cổ gì đó. Nói chung là chắc ai mà coi cái clip này chắc nghe mà nói tiếng Tạo kiểu đó chắc sẽ cũng cảm thấy không dễ chịu cho lắm. Bạn thông cảm, nhiều khi gặp thích lắm nhưng mà bây giờ không đọc thì nó không được. Đây là cái cây Nguyệt Quế nha. Quá tốt luôn. Lá nó quá tốt. Chậu này là chắc là chậu xây cố định quá. Quá to, mấy chậu này nặng kinh khủng. Ở đây có một cái chậu siêu to khổng lồ. Cây này không biết là cây gì nữa. Nếu mà cây này mà để trong cái chậu khổng lồ này, chắc cây này nó cũng dạng quý hiếm. Chậu này to lắm. Chậu này chắc cỡ 5-6 tấn nha. Thường thường thì vô chùa thì thấy các ni thường hay thích trồng đó là cây hoa giấy. Vô chùa Ni mà thấy hoa giấy thì lại nhớ đến một ngôi chùa Ni ở Long Xuyên, đó là chùa Ba Cô. Chùa Ba Cô là trồng rất nhiều hoa giấy. Thì hoa giấy nó cũng có một cái nét đẹp rất là lạ. Nó mỏng manh nhưng mà nó gai góc. Ở phía trước này nó có một cái hồ sen nhỏ bé nhưng mà lại rất là trong, nước trong xè. Đây lại tiếp tục là cái giống sen này là không biết sen nào nhưng mà nó khác cái giống sen của cái chùa Hải Xá. Nhưng mà cái giống sen này nó không phải là giống sen thuần ở Việt Nam mình đâu. Cái này là giống sen ở đâu, ở bên trong nó có rất là nhiều lớp lá. Đúng là nếu mà nói về cái loài cây mà mọc dưới nước để mà trang trí thì hầu như là thấy cái bông hoa sen, cái loài cây nó thu hút con người ta nhiều nhất. Hay là có lẽ là do bản thân mình cũng chưa có biết được nhiều loại cây. Nhưng mà thấy là nếu mà trồng ở những cao như thế này thì hầu như là chỉ có hoa sen nó cho mình cái cảm giác là nó đặc biệt và nó phù hợp với dùng nước. Cái loài hoa nó rất là phù hợp với đầm nước, với ao hồ để trang trí. Cái này không biết cây gì mà đẹp quá à. Hoa tím. Ngôi chùa này thì tuy là nó không lớn lắm nhưng mà có cái là cái cây cối, đường xá của nó rất là sạch và tươm tất nè. Thì cái này là cây hoa sim tím, con bông này kìa. Này ở bên hông chùa
thì sao có cái đường qua bên đây ta? Có một cái đường thông qua một cái mảnh đất rộng ở bên đây, nhưng mà trước sau thì lại có người ở, không biết đây là đâu. Rồi ra ở đây có một cái cây bông này đẹp quá nè. Cái bông này nhỏ xíu, mỗi cái bông nó chỉ to bằng cái đầu ngón tay cái, nhưng mà nó lại rất là xum xuê, nhìn rất là đẹp. Nhìn cái này thì mới biết được tại sao mà Nguyễn Nhật Ánh lại có một cái cuốn gọi là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Cái màu vàng mà trên màu xanh ấy, có một cái gì đó nó rất là ấn tượng, nó rất là đẹp, nó cho mình một cảm giác gì đó tươi mới lắm, đặc biệt. Bởi vì hoa vàng trên cỏ xanh giống như là hai cái này là hai cái màu nó bổ trợ cho nhau vậy. Chính cái màu xanh ở dưới nó làm cho cái màu vàng ở trên trở nên đẹp hơn, tươi hơn, sinh động hơn. Đã đi vô mà quên coi cái bên tay trái của chùa là có cái gì. Ở bên kia là chùa Phật Học, cơ sở ni. Nhưng mà vẫn có một cái cánh cửa thông giữa trường Phật Học với lại chùa. Này cái đường này nếu mà đi vòng vòng ở bên là trường học. Ở bên trong này cũng rộng quá ha. Quá kiên cố. Rồi bên đây thì bên hông chùa, xây đường đi mái che cực kỳ tươm tất, có hình mấy con hươu. Cái con này nhìn cái mặt của nó có vẻ cảm xúc, nó có cảm xúc quá ha, nhìn đi gan như nó có sự sống vậy. Cái con mắt của nó kiểu như hơi sợ sợ mà hơi đề phòng. Mắt con này là sợ sợ đề phòng. Mà nó cũng còn con này có một chút hoảng loạn một chút. Thì có vẻ như nó hơi tự tin vào năng lực của bản thân. Chắc nhờ nó có cặp sừng quá nên con mắt của nó tự tin vào năng lực. Còn con này thì nhát hết luôn. Nhìn cái kiểu giống như con chó mà lúc mà mình chữ nó. Con này biết con gì nữa, con hươu. Đó. Con này thì cái mặt nó cũng ngầu quá. Con mắt của nó ngầu quá. Con này có vẻ nó còn tự tin hơn con kia nữa. Con này chắc nó cũng đã trải, nó trải đời nhiều. Chắc nó chưa thất bại. Nên là cái đường chánh điện ở trong đây. Rồi cái đống khổng lồ. Ở bên trường Phật Học có một cái cây xiết cùi, cái cây hoa sứ quá rộng, quá bự. Hôm nay thì ở chùa chắc mới vừa qua một cái ngày lễ đặc biệt nào đó của Phật giáo. Nhưng mà bản thân mình thì bản thân tôi luôn không biết ngày là ngày gì nữa. Để dép ở ngoài, tôi xin phép vô đây quay chút xíu. Đây thì cái trống nè, trống này sao nó to dữ vậy sao? Trống này nó to kinh khủng luôn ạ. Nó bự hơn cái thùng nước mấy ngàn lít này. Thì trống Bát Nhã cực kỳ to nha. Nhưng mà thường thường cái trống này thì nó sẽ làm từ một cái những cái tấm gỗ ghép với nhau, nhưng mà sao cái này nó giống như nó nguyên khối vậy ta? Nếu mà nó nguyên khối gì thì sao? Không lẽ là người ta lấy một cái gỗ to người ta khoét ở bên trong, người ta nắn nó thành một cái khối, một cái trống làm từ gỗ nguyên khối sao? Nhưng mà thật ra thì cái hiện đại nó làm cho con người ta có đủ cái phương tiện để người ta sáng tạo cách làm. Tuy nhiên thì cái cách làm của người xưa nó luôn luôn có một cái gì đó rất là riêng. Có thể một cái trống mà nó to mà nó được ghép bằng nhiều miếng gỗ nhau, rồi nó có chét những cái keo để mà kết dính đó. Thì đôi khi nó lại tạo ra một cái âm thanh của tiếng trống, nghe nó có một cái gì nó ấm áp hơn. Còn nếu như bên trong cái trống nó giống như một cái thùng sắt, kiểu như không có lỗ gì chứ, nó cứng tới mức độ mà nó không có dao động nào, thừa hết.
thì đôi khi cái tiếng trống nó cũng sẽ bớt hay đi. Một cái chuông, chuông đồng siêu to. Nói chung là cuộc đời chưa bao giờ được lấy cái cây này để mà gõ vô cái chuông cho nó nghe lớn. Đâu có được cái duyên đó đâu. Cho nên là chưa bao giờ được đánh vô cái chuông to như vậy. Ở bên trong là chánh điện để quay cây. Nhưng mà hiện tại chánh điện thì đóng cửa rồi và không có ai vô hết. Chánh điện bên trong rất là sạch sẽ. Nhưng mà không có mở cửa. Thôi thì tham quan ngoài. Ở đây có tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Thế Âm đặt ở ngay phía trước chùa. Thường thì ở các chùa khác thì thấy để Quán Âm ở bên ngoài, ở bên tay trái bên chùa, hoặc là để ở chính giữa. Thì kiểu giống như người ta ngụ ý là Quán Âm là thay vì Ngài có thể thành Phật rồi, nhưng mà Ngài muốn ở lại độ cho bá tánh, cho nên là Ngài chấp nhận hy sinh. Nhưng mà khi Ngài mà chấp nhận hy sinh thì cái biểu tượng, cái hình tượng đó là Ngài sẽ ở ngoài, ở phía ngoài của ngôi chùa, cái nơi mà gần cho bá tánh nhất. Mà ở chùa này thì người ta chắc thấy để bên ngoài cảm thấy chạnh lòng nên ta để vô trong. Ở đây nó có ba chữ tào nè: phước, phước từ, phước tuệ, phước tuệ tự. Em ta đúng rồi, chắc đúng rồi quá. Phước tuệ tự. Cái cổng làm cũng khá là đẹp này, bằng xi măng. Ở bên kia là cơ sở sản xuất tương, nước tương, hủ tiếu dai, mì Phước Huệ. Biết nãy chạy thẳng qua bên đây luôn rồi, lận công đôi ba chuyện rồi. Ăn cơm chai ở đây, qua bên đây uống cà phê, xong rồi vô chùa, quay ở trong chùa luôn. Không biết cho nên là chạy vòng. Ở đây mới thấy có một quán cơm chai, quán chai rất là tươm tất. Nó bây giờ nhìn ở trên đó mới thấy nè. Ở bên đó mới thấy được cái công trình kiến trúc này nó đặc biệt lắm. Nó rất là lạ. Cái cách những cái mái ngói rồi đầu đao. Rồi thêm cái nữa là mấy cái đầu đao nó được sơn bằng cái màu xanh nữa chứ. Lạ lắm, cái gam màu nó lạ, kiến trúc lạ mà gam màu cũng lạ. Đi qua bên đây chút. Máy này chuẩn bị hết pin nè, gắn quay chút xíu nữa xong về sạc pin luôn. Chắc là nhiều bạn ở cái thế hệ mà 8X đều là biết thừa biết cái bông này, biết là mấy bạn ở dưới quê. Đây là hoa lài nè. Cái hoa lài này nó thơm dữ lắm. Ngày xưa thì lúc còn nhỏ nó là chuyên môn thích đó là lấy cái bông này nè, dò dò cái bông này.